Chào các bạn, hôm nay Thành qua bên đền Nhân Hoài Linh á, thì thăm hai cái vàng sơ mà bên Thành trồng và chăm sóc cho anh. Thì đây các bạn nhìn ở trong miền Nam á, thì cái sơ nó cũng nở hoa rất là đẹp nha, đó rất là nhiều và rất là đẹp. Đấy, thì nhiều bạn cũng hỏi Thành là làm cách nào để trồng hoa mà làm sao để cho nó ra hoa thật là nhiều và đẹp như vậy. Thì đơn giản thôi, chỉ là mình cắt tỉa đúng, bón phân đúng và phòng ngừa bệnh đúng lúc thì cây nó sẽ ra hoa đẹp thôi. Đó, thì nếu mà các bạn xem video này á và các bạn muốn nhận được những cái kỹ thuật trồng và chăm sóc làm sao để mà hoa nó ra rộ và đẹp như vậy á, thì các bạn comment vào phía dưới á, cái bình luận phía dưới á, là cách trồng. Đó, thì Thành sẽ, những bạn nào comment thì Thành sẽ gửi cho các bạn cái quy trình trồng và chăm sóc làm sao để mà cái vàng hoa nó ra đều và đẹp như vậy ha. Đây, xin là Thành sẽ quay camera lại để cho các bạn xem. Bên này còn một vàng nữa nè. Đấy, bên này còn vàng nữa nè, đẹp chưa nha. Thì comment nha, cách trồng nha, comment cách trồng để nhận hướng dẫn nha. Ok, chào các bạn.